Bạn có hiểu không? Nghe Yến Ngọc Hoàng nói là khi mà Ngọc Hoàng đi nghĩa vụ đó có rất là nhiều nam ninh phải không, rất là dũng mãnh để đi hy sinh về coi như là bỏ ngày Tết nè, ngày sinh nhật nè, ngày lễ này kia nè, không có cần ở đó đâu để bảo vệ cho cái đất nước của mình, bởi vì họ rất là dũng mãnh. Dạ, bỗng Hoàng hậu thần đấy á, là bạn trai của Ngọc Hoàng. Không phải, lộn, để nói lại. Thần đấy á, là thông dựng chiên, không ăn lương, không có lãnh lương ha. Nhưng mà ăn á, một ngày á, bốn cử. Ủa, sao một ngày ăn bốn cửa nhiều quá vậy? Oh yeah, biết sao không? À, sáng một cử nè, trưa một cử nè, chiều một cử nè, rồi cũng mời giữa anh em 9-10 giờ này kia đó, bụng nó cũng ra nhai nhai nhâm nhi chút cho nó qua ngày thôi mà. Làm cái gì nữa, thấy họ đâu có nhiều đâu, còn được ăn bốn củi à, thì bốn chén cơm, ba chén canh, hai chén với một chén xèo đúng không ạ? Trời ơi, hai người biết rõ quá ha. Em đi, nói nhiều quá, nhiều chuyện lắm mà. Rồi hai người đủ rồi nha, hai bên em đi, rửa chặt cỡ một chút xíu đi. Dạ. Vâng, thôi, vâng. Bấm tưa, cơm qua. Mới. Cái này sao, hết thở nổi rồi. Nãy cắt nước, chưa đi uống nước. Chạy hoài. Muốn nói với Ngọc Hoàng là lúc đầu chuẩn bị xong rồi, xin Ngọc Hoàng vào và cỡ trang phục này ra và mặc vào cái lông bào mà thần đã làm cho Ngọc Hoàng mười mấy năm nay. Gớm vậy. Đi nha, đi nha. Được, đi. Dạ. Microphone, hello, testing. Dạ, bấm Thái Hậu, giờ quý vị cái trách nhiệm mà thông dự viên đến đây đã chấm dứt rồi, cho nên là see you mất tiêu. Rồi, cái gì mà la lối không sờn? Cái gì? Sao mà làm gì tất trễ đi?
Ủa sao anh nó trẻ? Làm sao? Điểm chưa xong. Đúng giờ. Rồi, trời ơi. Tại ba trang điểm, ông nghĩ coi. Một năm lên đây có một lần mà tôi phải làm cho ông hai ông hãnh diện chứ, ông nghĩ coi. Hoàng hậu, công chúa, rồi là con nuôi tỳ nó cũng trang điểm đèn đèn nữa. Tôi phải trang điểm cho hai ông hãnh diện chứ chưa? Được chưa? Được chưa? Thấy tôi đẹp không? Đẹp không? Đừng ngủ. Và đẹp hơn cung nữ. Còn áo tôi nè, nó còn hơn thua thằng mấy thằng lính. Ôi trời ơi, hôm nay tài chính gia đình thấp, không có lên lương. Tại hai ông là không có lên lương. Tôi ở nhà hả, tôi ăn cơm trắng không à. Nên giờ ngoài giờ trẻ có nhiều quá. Ủa gì trẻ? Gì trẻ? Ê, Hoàng thượng hẹn 6 giờ. Hẹn 6 giờ, hôm nay bao nhiêu? Mới, bao nhiêu? 7 giờ, 7 giờ. 7 giờ. Trời ơi, thầm. Nhà ngươi á là 7 giờ, 6 giờ không phải là nhà ngươi trễ hết một tiếng rồi sao? Ủa, tiếng anh nói ghét trời. Trời ơi, sao sao tôi thấy không em làm. Quay đằng sau kìa. Xin đây, hậu hoàng hậu tha tội cho chúng thần. Tại sao gia đình cáo mà năm này đi trễ quá vậy? Dạ chứ không bị lost sugar. Lost sugar. Dạ bị lost sugar. Lost sugar. Lost sugar là bị lạc. Sugar là đường. Lost sugar là lạc đường. Tiếng Anh level 1. Tiếng Anh level 1. Rồi, hay quá. Dạ vâng. Microphone. Quay cả buổi cũng là đứng lên bình thân luôn. Dạ, cảm ơn. Tết nhất cho nên tha cho tôi có người mẹ. Con này cũng nói chuyện hồi nãy giờ là sao nói là lão mà đi vô thay đồ mà hồi nãy giờ không già ngồi đây mà không thấy người hoàng mình ở đâu vậy. Con trai luôn. Trời nó nghe, đừng có hỏi gì đi. Có nghĩa mình nghe chứ. Đến Ngọc Hoàng ở đâu rồi? Mình á,
mà đi mà thi cho người mẫu á, bảo đảm tất cả mọi người ở đây sẽ đều hỏi hết. Ồ, thì ra là làm thư ký cho người mẫu, làm phục vụ, là thay đồ phải không? Phục vụ thay đồ phải không? Phục vụ thay đồ đúng không? Ôi mà nè nè, giải thích cho Trần Sơn Trần Ngọc Hoàng phải không? À, gia đình Táo, sữa chuẩn bị xong chưa? Dạ, thấy mày vừa nói có tí xíu ông nói quá trời. Thôi là gì, chỉ có câu chút xíu vậy ông nói lại thì thầy. Đúng đâu. Dạ. 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 Hù chém mình á. Hù chém mình á. Hù chém mình á. Dạ, Ngọc Hoàng là chứng hình đã chuẩn bị xong. Tao muốn mình hết không? Vậy bây giờ thần xin đọc ha. Lấy hồn nha. Thời đại tân tiến nha, bây giờ iPhone 6. Mỗi này iPhone mấy vậy? Không biết. iPhone 5 mà nói. Bây giờ thần xin đọc sớm. Lady Apple. Green Apple. Red Apple nè. Trước tiên kính chúc Ngọc Đế vạn an, hậu cung đồng ấm, nước nhà an lạc, vạn hữu khắp chốn, đủ cao xuân vầy. Chống đâu rồi? Chống rồi. Làm ăn không lương mà. Không lương cũng vậy á. Trước tiên kính chúc Ngọc Đế vạn an, hậu cung đồng ấm, nước nhà an lạc, bạn hữu khắp chốn, rủ nhau xưng vầy. Người Apple năm nào cũng vậy, màu mè đi trễ, đi kia đã trễ, năm ngoái trễ hơn, năm nay còn quan tâm, lại đi trễ nữa, còn không đọc sớm, lo bác lo hò, lo nhảy lo múa, xin tâu bể. Điều có thiện xem. Cô Nhiên, đọc lỗi
ơi, thằng cháu nó đánh lộn rồi. Cô nó liên nè. Quê chúng ta là gia đình mình chắc từ ngoài. Cũng nhân sinh, cũng sinh như đây ở cũng sinh nhân đây của chùa Nam Quan. Có phần tuy nhỏ, các em hiện sinh không nơi sinh hoạt, ngoài nơi chánh điện cũng được ghé thăm thì càng đông hơn nữa. Nên các cô chú quyết định thiết lập dự án mở rộng chai đường Nam Quan để cho các em gia đình thiện sinh có nơi rộng rãi tập múa, tập võ, tập hát, tập kịch để làm thêm tốt nhiều chương trình Tết góp vui mọi nhà. Quan trọng nhất là phải thật vui vẻ.